chia sẻ về những hiện tượng tra hỏi ma quỷ, về những sự thật của Thiên Chúa và con người. Kính thưa quý vị ông bà và anh chị em thân mến, ở Việt Nam hôm nay, hiện tượng bị quỷ ám và những màn trừ quỷ, trong đó người trừ quỷ hỏi quỷ điều này điều nọ, hoặc nhân danh Thiên Chúa bắt quỷ trả lời những câu hỏi liên quan đến giáo lý đức tin, giáo hội và đời sống của những đấng bậc có trách nhiệm lớn trong giáo hội được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội ngày càng nhiều, lôi kéo quần chúng hiếu kỳ, làm hoang mang, sợ hãi nhiều người, đem lại hậu quả nguy hại cho đức tin của người tín hữu. Những điều được gọi là sự thật của quỷ do quỷ nói ra miệng của người bị quỷ nhập, mà một số người liều lĩnh quả quyết là mặc khải mới của Thiên Chúa, sách sự thật hay sứ điệp từ trời, mà nội dung toàn là những luận điệu công kích giáo lý đức tin, phỉ báng Đức Thánh Cha, hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ của những người say sưa khai thác sự thật của ma quỷ. Điển hình là YouTube mang tựa đề phần 18 tất cả những nhà thờ đang hợp nhất với giáo hoàng Francisco đều thuộc về giáo hội của Satan, với dòng chú thích: tướng quỷ Lucifer buộc phải làm chứng sự thật. Và cảnh tra hỏi chị Phạm Thị Hằng, người bị quỷ nhập từ nhiều năm ở Bù Chu, đang làm xôn xao dư luận, gây nhiều tranh cãi và làm nhiều người tín hữu rơi vào tình trạng hoang mang, nghi ngờ tính khả tín của những sự thật đức tin được giáo hội giảng dạy, giáo huấn. Theo những người tin vào sự thật từ miệng ma quỷ, thì đây mới là những sự thật mà ma quỷ thừa lệnh Thiên Chúa nói với loài người. Bởi đã đến thời cuối, thời mà các ngôn sứ giả mọc lên như nấm ngay giữa lòng, và ở tận chóp mũ phẩm chất của giáo hội, thời đại dày đặc những phản Kitô, điển hình là Đức Giáo Hoàng đương vị Francisco, nên sự thật của Thiên Chúa không còn được giữ nguyên vẹn, nhưng bị bóp méo, làm sai lạc bởi chính những người có trách nhiệm lớn trong giáo hội. Với họ, đã đến thời của quỷ vương nên không còn sự thật trong giáo hội công giáo. Vì những chứng nhân sự thật, những đấng bậc trong giáo hội được ký thác sự thật đã thoái hóa, hư hỏng đến mức nguy hiểm cho công cuộc cứu thế của Đức Giê-xu. Vì thế, Thiên Chúa có chương trình quét sạch đám ngôn sứ giả phản Kitô đang lúng loạn giáo hội, băng chuốt với họ và dùng ma quỷ để cảnh báo loài người, cho phép Lucifer nói thay giáo hội những sự thật của Thiên Chúa, bởi trong giáo hội của Ngài không còn những ngôn sứ dám nói lên và dám chết cho sự thật. Thực tế, đó là những sự thật chống lại sự thật của giáo hội, những sự thật đặt lại tính khả tín của những sự thật mà Đức Giê-xu đã mặc cải cho giáo hội, và giáo hội vẫn bảo toàn nguyên vẹn dòng dã 21 thế kỷ. Họ dựa vào những lời của người bị quỷ ám để lên án giáo hội đã xúc phạm bí tích thánh thể khi cho phép rước lễ bằng tay, sỉ nhục Đức Mẹ khi giáo hoàng từ chối công bố tín điều Đức Mẹ là đồng công cứu chuộc, đồng lõa với Satan khi biến thánh lễ thành lễ hội. Tắt một lời, họ tìm đủ mọi cách thế, cơ hội để tấn công giáo hội. Mà cách thế hữu hiệu nhất, theo chính họ, chính là loan báo những sự thật mới về Thiên Chúa, về giáo hội, về con người do chính ma quỷ nói ra. Và đó chính là mối ưu tư mà người viết xin được chia sẻ với quý bạn hữu. 1. Ma quỷ có sự thật không? Vì ma quỷ đang được một số người, trong đó có cả Kitô hữu, gán cho vinh dự nói nhiều sự thật, vinh dự mà chính chúng cũng chẳng bao giờ ngờ có ngày nhận được. Nên chúng ta cần đặt câu hỏi, ma quỷ có sự thật không? Kinh Thánh khẳng định bản chất của ma quỷ là gian dối, vì rắn là hình ảnh của Satan, là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã lập ra. Sáng thế 3:1. Vì bản chất là gian dối, nên sự thật không có ở chúng, cũng như Thiên Chúa là tình yêu. Thư thứ nhất Gioan 4:8. Nên ở Ngài không có hận thù, là sự thật, ở Ngài không có lập lạc, dối trá, là sự sống nên sự chết không có mặt nơi Ngài. Gioan 14:6. Là gian dối vì bản chất gian dối. Ma quỷ có những hoạt động gian dối theo bản chất gian dối của chúng. Gian dối nên là đứa tố cáo mọi người, là kẻ tố cáo ngày đêm tố cáo loài người trước tòa Thiên Chúa. Khải Huyền 12:10.
nhưng đã tố cáo Gióp với Thiên Chúa rằng: Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Gióp 2 năm. Mặc dù ông là đầy tớ trung tín và kiên vững của cả, một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và xa lánh điều ác. Gióp 2:3. Là gian dối, Satan chuyên phỉnh gạt con người, như đã phỉnh gạt Eva. Chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác. Sáng Thế 3:4-5. Điều mà Thánh Phaolô đã cảnh báo tín hữu Côrintô: đừng để bị Satan phỉnh gạt, vì chúng ta không là gì ý đồ của nó. Thứ 2 Côrintô 2:11. Bởi lạ gì đâu, vì chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng. Vậy có khác gì là khác thường khi kẻ phục vụ nó đội lốt người phục vụ sự công chính? Thứ 2 Côrintô 11:14. Cũng như kẻ gian dối đội lốt người trung thực nói sự thật, như ma quỷ và những người theo chúng vẫn làm. Và một cách dứt khoát, không khoan nhượng, Đức Giêsu, ngôi lời Thiên Chúa đã khẳng định, nhưng Ngài đã trả lời những người Do Thái năm xưa: ma quỷ, ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. Còn tôi, chính vì tôi nói sự thật nên các ông không tin tôi. Gioan 8:44-45. Như thế, ma quỷ không có sự thật, vì bản tính của chúng là gian dối. Cha đẻ của gian dối nên gán bất cứ sự thật nào cho ma quỷ là chúng ta đang làm một việc rất ngớ ngẩn, lố bịch và hoàn toàn vô lý. 2. Thiên Chúa có cần đến ma quỷ để nói với chúng ta những sự thật về Ngài và về con người không? Có người tuy công nhận ma quỷ là tên gian dối, xảo quyệt, lừa đảo, phỉnh gạt, nhưng lại nhận chúng được Thiên Chúa dùng để nói với con người sự thật Thiên Chúa muốn nói. Đó là hiện tượng chúng ta đang thấy hiện nay, khi người ta thi nhau hỏi quỷ về Thiên Chúa, hỏi quỷ về những sự thật người ta muốn biết về giáo hội của Đức Giêsu, hỏi quỷ để biết ngày nào sẽ là ngày tận thế, hỏi quỷ để biết người thân vừa qua đời được lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục, hỏi quỷ để biết chúng mánh làm ăn hay thua lỗ, khánh kiệt, hỏi quỷ để biết những sự thật của cá nhân của người này, người nọ. Lại có người hỏi quỷ về tính khả tín, xác thực của các tín điều đức tin. Họ đã làm như ma quỷ biết hết mọi sự, và là kẻ giữ kho tàng chân lý của Thiên Chúa và loài người. Ngôn sứ, phát ngôn viên được Thiên Chúa sử dụng, mà để biết những sự thật đó, họ chỉ cần làm vài động tác, dùng vài công thức tra hỏi là lập tức tỏi nguyện. Quả thực, khi cho rằng Thiên Chúa dùng ma quỷ để nói với con người về những sự thật Ngài muốn là xúc phạm đến chính Đức Giêsu, vì Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa, là lời của Chúa Cha nói với nhân loại. Đấng được Chúa Cha sai đến trong thế gian, ở giữa loài người để nói cho mọi người sự thật thuộc về Thiên Chúa và sự thật của con người. Và Ngài không chỉ nói với con người những gì Chúa Cha truyền cho Ngài nói đúng như Chúa Cha đã nói với Ngài. Gioan 12:49-50. Nhưng hơn thế nữa, chính Ngài là đường, là sự thật và sự sống. Đường dẫn về Thiên Chúa, sự thật, sự sống của Thiên Chúa. Và sứ vụ của Ngài là làm chứng sự thật của Thiên Chúa, như Ngài đã tuyên bố trước mặt quan Pilato: tôi đã sinh ra và đến thế gian nhằm mục đích làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Gioan 18:37. Vì thế, ngoài Đức Giêsu không có sự thật của Thiên Chúa, cũng không có sự thật của con người, vì Ngài là Thiên Chúa làm người, ngôi lời của Thiên Chúa cắm lều cư cụ giữa nhân loại. Cũng chính vì là sự thật của Thiên Chúa ở giữa con người, nên chỉ một mình Ngài là sự thật, nắm giữ sự thật, nói sự thật, mặc khải sự thật mà không cần đến ma quỷ như nhiều người lầm tưởng. Bằng chứng là trong Tin Mừng, khi Đức Giêsu trừ quỷ, đuổi quỷ ra khỏi những người bị chúng ám nhập, thì chúng chỉ dám kêu lên: hỡi còn Thiên Chúa. Matthew 8:29. Lạy ông Giêsu,
con Thiên Chúa tối cao, Marco 5:7, hoặc Đấng Thánh của Thiên Chúa, Marco 1:24, rồi than thở, nài xin Ngài đại loại như: chuyện chúng tôi can dự gì đến ông? Chưa đến lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? Matthew 8:29, tôi van ông đừng hành hạ tôi, Marco 5:7. Nếu ông đổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia, Matthew 8:31. Mà ma quỷ không nói bất cứ sự thật nào thuộc về Thiên Chúa, bởi một lý do rất đơn giản, chúng không có sự thật, vì bản chất là gian dối, xảo quyệt, điều hòa. Cũng có lần Đức Giêsu hỏi tên quỷ như tin mừng Marco kể. Người hỏi tên nó: tên ngươi là gì? Nó thưa: tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm, Marco 5:9. Nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ hỏi chúng về điều gì khác. Trái lại, Ngài nghiêm khắc truyền cho chúng cầm đi, vì bắt chúng lập tức ra khỏi người chúng đã nhập vào, Marco 1:25-26. Như thế, Đức Giêsu đã cho chúng ta thấy giữa chọn lựa dứt khoát của Ngài là không liên đới, không tương quan với ma quỷ, bằng ra lệnh cho chúng chứ không đối thoại với chúng, bắt chúng quy phục khi chứng dẫn lời Thiên Chúa, chứ không trao đổi, giao lưu, thương thảo với chúng. Tin mừng Luca với tường thuật những ngày Đức Giêsu vào hoang địa và ở đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ đã làm nổi bật thái độ cứng rắn của Đức Giêsu đối với Satan. Cứng rắn khi mỗi lần quỷ cám dỗ, thách thức Ngài, thì Ngài lập tức cắt đứt đối thoại bằng đốt chát, khóa miệng nó lại, lời của Thiên Chúa được trích từ Kinh Thánh. Luca 4:1-12, chứ không như Eva đã giải dột để Satan dụ dỗ vào câu chuyện đường mật, để rồi hoàn toàn làm theo đề nghị của nó lúc nào không hay. Bởi điều ma quỷ tìm thực hiện cho bằng được là đẩy đưa con người vào đối thoại với chúng. Vì chúng biết rất rõ, bất cứ ai ngây thơ trò chuyện với chúng đều sẽ rơi vào tay chúng, sẽ sập bẫy chúng, sẽ bị chúng bủa vây và biến thành cánh tay nối dài của chúng, phản nghịch Thiên Chúa và phá hoại công trình cứu chuộc của Ngài. Thực vậy, nếu Đức Giêsu trong tin mừng đã cứng rắn không trao đổi, hỏi han, trò chuyện với ma quỷ, thì cớ sao chúng ta, những người Kitô hữu đã tuyên xưng từ bỏ ma quỷ, mà những việc chúng làm khi chịu phép rửa tội lại giao du? Quan hệ thân thiết với ma quỷ khi tín nhiệm hỏi han, tham khảo, tham vấn, tìm kiếm, không trông ngóng sự thật từ cửa miệng đường mật, gian dối, xảo quyệt, phỉnh gạt, lừa đảo, nhất là quyết sinh tử, chống lại Thiên Chúa là sự thật vĩnh cửu của chúng. Chúng ta cũng đừng quên, có lần Đức Giêsu đã nặng lời với tông đồ Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người, Matthew 17:23. Khi Phêrô tỏ ra lo lắng cho Đức Giêsu về cuộc khổ nạn và xin Thiên Chúa đừng để thầy gặp phải chuyện ấy, Matthew 17:22. Quả thực, mới chỉ can ngăn vì thương và lo cho thầy, mà Phêrô đã bị Đức Giêsu đuổi xa khỏi mặt Ngài, huống hồ đi lại làm thân với ma quỷ. Khi nghe và tin lời chúng nói, thì hỏi Đức Giêsu sẽ đặt lời với chúng ta đến mức nào? Không chỉ xúc phạm đến Đức Giêsu, ngôi lời Thiên Chúa, người tin là sự thật, những lời ma quỷ nói còn phạm đến Chúa Thánh Thần, là thần khí sự thật, Gioan 14:17. Đấng được Chúa Cha sai đến để hướng dẫn, bảo trợ giáo hội trong sứ vụ gìn giữ toàn vẹn kho tàng sự thật của Đức Giêsu, như chính Đức Giêsu đã nói với nhóm 12. Lời của anh em nghe đây không phải là của thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai thầy. Các điều đó thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh thầy. Đấng đó sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em, Gioan 14:24-26. Như thế, những sự thật của Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã mặc khải luôn được bảo tồn, gìn giữ trong giáo hội, vì giáo hội có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, phù trợ cho đến ngày Đức Giêsu trở lại trong vinh quang. Sau cùng, tin mừng cho chúng ta thấy,
Ma quỷ còn là kẻ phá hoại sự thật, khi lấy đi lời sự thật của Thiên Chúa được gieo trong tâm hồn nhiều người. Marco 4:15 là kẻ thù chống lại sự thật khi mọi người đang ngủ thì lén gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa. Matthew 13:24-30 Bởi ma quỷ chính là kẻ thù không đội trời chung của sự thật là Thiên Chúa, nên chúng quyết tiêu diệt cho bằng được sự thật và tìm mọi cách hãm hại các chứng nhân sự thật. Vì chúng là cha đẻ của gian dối, kẻ bóp méo, tráo đổi, lấp liếm sự thật, nhưng cũng là đứa sợ hãi, xa lánh, trốn tránh sự thật. Vì những lý do đã được cặn kẽ trình bày trong tin mừng trên, chúng ta đã khẳng định mà không do dự. Thiên Chúa không cần đến ma quỷ là cha đẻ của gian dối để nói với con người những sự thật thuộc về Thiên Chúa và của con người. Đồng thời long trọng tuyên xưng, Đức Giê-xu chính là sự thật đời đời của Thiên Chúa, và mọi chân lý thuộc về Thiên Chúa và con người đã được chính Ngài mặc cải cho nhân loại, và được Chúa Thánh Thần tiếp tục nhắc lại cho giáo hội là tập thể có phẩm chất gồm những người tin vào Đức Giê-xu. 3. Tại sao ma quỷ tìm mọi cách tiêu diệt sự thật bằng tấn công giáo hội? Như chúng ta biết, ma quỷ là dối trá, nên bất cứ sự gì xuất phát từ chúng đều là dối trá. Vì là dối trá, ma quỷ tự thân là đối thủ của sự thật, và hoạt động của chúng là gieo rắc gian dối, hồ đồ, làm ly tan, chia rẽ mọi người, đưa đến bạo lực, chết chóc. Và đối tượng lợi hại nhất mà chúng cần triệt hạ bằng những độc chiêu gian dối chính là giáo hội đã được Đức Giê-xu thiết lập trên nền tảng các tông đồ. Độc chiêu ma quỷ triệt để khai thác là tấn công sự thật bằng chia rẽ Đức Giê-xu khỏi giáo hội của Ngài, triệt phá kho tàng chân lý đức tin bằng chặt đứt Đức Giê-xu là đầu rời khỏi giáo hội của Ngài là thân. Bởi Đức Giê-xu đã yêu thương, tín nhiệm giáo hội là hiền thê của Ngài, khi trao cho giáo hội sứ mạng gìn giữ trọn vẹn kho tàng chân lý đức tin, bảo toàn tất cả sự thật đã được Ngài mặc cải cho nhân loại với quyền cai quản, giáo huấn, thánh hóa. Đứng trước giáo hội là thành trì chân lý đức tin được Chúa Giê-xu bảo vệ. Ma quỷ thì hiểu rằng bao lâu giáo hội và Đức Giê-xu còn hiệp nhất, bao lâu giáo hội và Đức Giê-xu còn như thân gắn liền với đầu, bao lâu người tín hữu còn gắn bó, hiệp thông với Đức Giê-xu trong giáo hội của Ngài như cành nho hiệp thông, hiệp nhất với cây nhỏ. Gioan 15:18 thì bấy lâu chúng hoàn toàn bó tay và không thể phá vỡ được kho báu chân lý đức tin, không thể đập phá kho tàng sự thật được Thiên Chúa mặc cải, và không có cửa lèn vào gieo cỏ lùng gian dối giữa ruộng lúa sự thật của Thiên Chúa. Cũng vì biết rõ giáo hội và Đức Giê-xu là một và bất khả phân ly, mà Satan lồng lộn, điên cuồng vận dụng mọi lực lượng để triệt hạ, chống phá. Chúng chống phá giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, đấng là sự thật, bằng chia rẽ các tín hữu khi gieo hoang mang, nghi nan, ngập vực về giáo lý đức tin, xúi dục giáo dân phê bình, hạch hỏi, bắt bẻ với ác ý giáo huấn của giáo hội, phô bày, xuyên tạc những thiếu sót, khuyết điểm của các đấng bậc có trách nhiệm trong giáo hội để hạ uy tín, làm mất danh dự, và từ đó đi đến những kết luận hồ đồ về tính khả tín của chân lý đức tin được các vị giao giảng, và làm cho nhiều người coi thường, chối bỏ quyền giáo huấn của các vị đã được Đức Giê-xu tín nhiệm trao phó. Vì thế, ma quỷ vận dụng mọi khả năng và tận dụng mọi mưu thâm trước độc tấn công giáo hội, để không ai còn tin vào sứ mệnh gìn giữ, vẹn toàn, kho tàng chân lý đức tin của giáo hội, làm mọi cách để không ai tin theo giáo hội, nắm giữ sự thật của Thiên Chúa, làm đủ kiểu để mọi người đi tìm sự thật của Thiên Chúa và con người ở nơi khác, mà không tìm ở giáo hội, dùng mọi chiêu trò để người ta đi từ nghi ngờ tính trung thực, lên án những thủ đoạn lừa đảo của những người có trách nhiệm trong giáo hội. Bởi ma quỷ biết, chỉ khi nào thực hiện được những công việc đen tối, mờ ám, chúng mới hy vọng đánh gục tập thể những người tin vào Đức Giê-xu. Tắt một lời, vì Đức Giê-xu chỉ giao cho giáo hội được xây trên tảng đá tông đồ Phê-rô quyền giữ vẹn toàn sự thật Ngài mặc khải, nên ma quỷ đánh phá giáo hội, hầu tiêu diệt sự thật, hạ gục nhân chứng sự thật, thực hiện ý đồ biến thế giới loài người thành vương quốc của gian dối, thành hỏa ngục,
biến lòng người thành lòng lang dạ thú, chất đầy dối trá, xảo quyệt, ganh ghét, bạo lực. Vâng, là người Kitô hữu, là chi thể của thân thể mầu nhiệm, là giáo hội, nơi Đức Kitô ký thác kho tàng chân lý mặc khải của Ngài. Chúng ta không thể tự cho phép mình tìm kiếm và đón nhận những cái gọi là sự thật từ ma quỷ. Bởi ma quỷ tự bản chất là gian dối, điều hòa, xảo trá, nên chúng không nói được sự thật, vì không là sự thật, không có sự thật. Đằng khác, sự thật là kẻ thù của chúng, sẽ tiêu diệt chúng, xóa tên chúng nếu sự thật đến nơi chúng ở, có mặt nơi chúng sống, như ánh sáng không sống chung ở cùng, nhưng đẩy lùi bóng tối vì sự thật là Thiên Chúa. Do đó, nếu từ miệng ma quỷ có những điều thoạt nghe tưởng như sự thật, nghe như đúng rồi, thì đó chỉ là những vỏ bọc sự thật có dáng vẻ tốt đẹp, chân thực, nhưng bên trong bản chất chỉ là lừa phỉnh, dối trá, lừa đảo, ngụy tạo nhằm chia rẽ, đố kỵ, gây thù oán, hận thù, tàng thương, chết chóc. Nên việc đầu tiên người Kitô hữu chúng ta phải làm là không gian díu giao du, đi lại, hỏi han, tìm theo ma quỷ. Dù lời chúng nói, việc chúng làm nhiều lúc còn hay hơn sự thật, đẹp hơn công trình của Thiên Chúa, và đem lại thiện ích cho con người vượt xa lòng mong đợi. Bởi ma quỷ là loài thù tạo thần thiên, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, nên làm được vô số điểm thiên dấu lạ, hớp hồn, làm mê mệt những ai nhẹ dạ tin theo chúng. Tiếp đến là hoàn toàn tin tưởng ở giáo hội và vâng phục huấn quyền. Vì Đức Giê-xu đã không lập nhiều giáo hội trên nhiều tảng đá, nhưng chỉ lập duy nhất một giáo hội trên một tảng đá tông đồ Phê-rô và hứa bảo vệ, gìn giữ giáo hội này. Anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực hỏa ngục sẽ không thắng nổi. Matthew 16-18. Và để đảm bảo thành công tuyệt đối và có được tâm hồn bình an trong Chúa, chúng ta hãy chống lại ma quỷ và đến gần Thiên Chúa, như lời khuyên quý báu của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh em. Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. Cảm ơn quý bạn hữu đã kiên nhẫn đọc hoặc lắng nghe những lời chia sẻ xuất phát từ tấm lòng của người anh em cùng một cha trên trời, thuộc về cùng một gia đình giáo hội, mà mục đích là đồng hành yêu thương, đồng hành nâng đỡ, đồng hành củng cố đức tin của nhau trên hành trình đi theo Đức Kitô, đấng là đường, sự thật, sự sống, tình yêu, lẽ sống phần thường và gia nghiệp đời đời của tất cả chúng ta. Tác giả Jonathan Nắng Tím, người đọc Kiên Nguyễn. Bình an ở cùng các bạn. Chúc các bạn một ngày thật an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.